mến chào anh em nào luôn. Rồi kính chào quý vị, hôm nay đến nhà của anh Bi. Anh Bi mới săn được một số gốc thú quái Việt Cà Na nha quý vị khán giả. Rồi anh em ủng hộ kênh mình nhớ đăng ký kênh mình nha. Rồi. Sẽ có chương trình đây đây anh Bi đây. Rồi chào quý vị khán giả. Đó, Bi đẹp trai không? Dễ thương, cười cái cây. Ba cây mai, dáng thú. Rồi, đó. Rồi cho thông số luôn em ơi. Rồi. Cái đầu tiên em này đây ha. Này coi nhiều. 19 hoành. 19 hoành nha anh em. Rồi, củ nở nè anh. Củ đít nhổng lên kìa. Đó. Đó, dễ thương không? 37 luôn. 37 nha. Đẹp nha. Rồi tổng thể luôn. Cao đây. Và này dáng siêu phong nha anh em. Cao đây 63 nè. 63. Rồi, xem một vòng cho anh em xem bộ đế coi. À, bộ đế đó cây quái rất quái nha anh em. Cái này quá độc, có cái đuôi nữa nha. Cái này nếu mà anh em tán đây chơi này vót ngọn luôn cũng đó, đó, theo lời của anh Bi quảng bá đó anh em coi ý của anh Bi như vậy để như vậy anh em muốn chơi sao chơi nha. Rồi, tiếp tục cái số em ơi. Bán con thú số 1 này em giao lưu giá 1,2 triệu. Ừ, quên giá 1,2 triệu nữa chứ. Rồi. Rồi bao ship toàn quốc. Bao ship nha anh em. Wow. Đẹp nha. Cây số 3. Wow, cây số 3 thì dữ dằn, có cái đít chu chu ra nữa nè. À, đẹp chu nha. Chu giống gà chục đít không? Rồi, thông số lên em ơi. Thông số. Đây. Đây, vị trí này là 14 hoành nha anh em. Cũng có hơn đấy. Đây, đôi củ đít chu ra coi. À, 28. 28 hoành. Chiều cao luôn em ơi. Cao 60. 60 rồi, có một số chân cành nữa nha anh em. Quá cây rất là quái, đế sổ xuống. Sổ đẹp, đều đế hết luôn. Wow. Rồi, cây số 2 em giao lưu giá 900k. Quá mềm anh em ơi, 900k nha. Rồi, bảo rồi, ship toàn quốc. Bảo ship toàn quốc, cái cây này bonsai để bàn mini rồi chất lượng anh em ơi. Rồi anh em xem nhớ ủng hộ kênh của anh Tùng để cho kênh anh Tùng phát triển nha các bạn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, tiếp tục cây số 3. Cây số 3. Quái Việt Cà Na nha anh em. Wow, một củ quấn lại như một con ốc sên nó cuốn lại luôn. Giữ dằn đế đơm đầy đủ hết luôn. Rồi, thông số khoảng này. 14 quanh anh em ơi. 14 thôi. Ngay vị trí. Rồi. Tổng cũ luôn. Cũ nở nha. Cũ 30. À, tổng thể cây luôn em ơi. Rồi, cao 67. Cao 67 đó, có một số cành nha anh em. Cành đều chơi tàn thông được nha. À, giót ngọn luôn. Cả nhà. Quá đẹp. À. Để một cục luôn nè. Để điều chi luôn. Để sọ để bàn ra điều chi nha anh em. Rồi, cây số 3 em cũng giao lưu 900.000. Rồi, anh Bia Yaru rất là giá mềm nha anh em. Rồi, hôm nay em bán 3 phôi à. Rồi, kính mong quý vị ủng hộ. Cảm ơn quý vị nhiều. Rồi. Hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh của anh Tùng để kênh được phát triển nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh mình nha. Rồi, okay. Thấy hay cho một like nha các bạn.